Thi hào Nguyễn Đình Chiểu, viết lời ca cổ hàng sĩ Trần Trí Trung, trình bày nghệ sĩ Châu Hoàng Phúc. Lục dân tiên thi phẩm thơ chân chết có nổi quá đồng đặc sản miền Nam đề tướng tôn vinh phẩm hành nghĩa dài cá nhân quan sát ta phân biệt rõ ràng tư tưởng phục vụ quyền lợi nhân dân khác luận điều bà khoa lao phép trường ca cụm từ hay nhất trách nhiệm làm trái trung hiếu làm đầu cái thời tiết thẳng là câu trao mình đã khẳng định một lập trường vững chắc thì có ngại gì khoảng cách không gian chữ tình chữ nghĩa hội tụ bản năng là tố chất xây lâu đài hạnh phúc lục dân tiên chuyển thể thành ca khúc rất tự hào phẩm hạnh kiều nguyệt nga tay trà đạp quê hương đốt nhà đau thương lệ Đình Chiểu là tấm gương yêu nước kiên cường.
lục dân tiên gửi đến đồng bào, hãy hành động quyết dũng lên cứu nước. Còn chánh nghĩa lãnh binh thương công đình, tập hợp sĩ phu ra chốn bừng biển. Tô đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, lớn án chính quyền thực dân đô hồ, nông dân chịu đựng muôn ngàn khó khổ, dưới gót giày quân xâm lược chiến tranh. Có áp bức tức phải có đấu tranh, dạo mát tầm giống tinh thần bất khuất, dân tế nghĩa sĩ an dân thương kiến xuất thành kinh tri ân liệt sĩ anh hùng. Tình yêu tổ quốc sôi sục bùng tiếng, thi hào nguyện định chiều đóa hoa nào.